bỏ. Ừ. Anh giỏi lắm, đang ăn bột bột thít này, đúng là bột thít ăn ngon hơn thật, nó ăn nhanh hơn bột Vinamilk, bột thít nó mịn hơn. Em có thìa mới này bố. Ừ. Một thìa em ăn, một thìa em cầm, em rút vào mồm đấy, em thích lắm. Ừ. Em ăn xong em còn có bình để tu uống nước nữa cơ bố. Ừ, em ăn giỏi lắm, bỏ tay để mẹ đút cho dễ. Ôi, phun, dạo này em không thích là em phun. Ừ. Em phun, phun phì phì luôn. Ừ. Ừ đấy nhỉ. Ừ, nhưng mà em vẫn ăn nè, em ngọt nè. À, bố ơi đi. Ôi, không ngồi à. Đấy là bột đấy. Bột này đang ăn là 60ml một bữa. Ừ. Đầu pha 30 nhưng mà thấy ăn, ăn giỏi. Giỏi cho ăn thêm. Em ăn sữa bột này, em ăn sữa giảm đi một tí nhưng mà em vẫn bú sữa tài. Đấy. Lúc ăn cứ để cho em nhem nuốt một tí dọn sau. Đấy. Thị cắn. Cô Minh Hương cá là một tuần nữa là bánh mọc răng đấy. Ừ, nhờ các biểu hiện. Nhờ các biểu hiện của bánh nhờ. Nói là một tuần nữa bánh mọc răng. Nhưng mà có mọc không thì không biết nhờ. Phun mưa này, cắn mẹ nè, phun phì phì này, cắn mẹ nè, ăn dặm nhìn mồm này, đút bánh mì cũng ăn này. Thế, à, tuần sau là mọc răng rồi đấy, 6 tháng là mọc răng luôn đấy. Bạn bầu vẫn mọc răng từ 5 tháng đấy nhở. Bánh mọc lâu hơn một tí nhở, lâu hơn một tí.